Trào dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành để trồng mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn cha thật chặt những vết chai dần đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, anh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng như yêu ai đó, xin
là nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã làm lại mới mấy năm nay, bây giờ chuẩn bị khánh thành. Đấy, nhà thờ chính tòa là tờ có từ 1544. Con đến đây để tham quan để xem cảnh nhà thờ mới để chuẩn bị sắp khánh thành. Đấy, con cháu các nhà là đi đấy, đi làm ở đây. Phần chìm trong gió sương, muốn nẻo đường cơ cực máu đạo vân vương, nghe tiếng lòng dũng hiến trao trong tay mẹ, khẩn cầu bình an cho giáo phận thoát cảnh lầm than. Lời ban mưa lạnh dập tắt lửa thiêu, xuống muôn ơn lành đưa con dân thoát cảnh tiêu điều. Gần kề ngày bên ấp u chờ che năm tháng, cho giáo phận ư tràn giọt lệ hân hoan. Tạ ơn nữ vương phu nhai thanh. Mình đã có mặt ở nhà thờ Bùi Chu. Mình đã có mặt ở nhà thờ Bùi Chu. Tiếng con thâm tròn ân tình, ngày hồng ân giáo phần mờ hội mừng. Ngàn đời không còn mến yêu. Mẹ yêu ơi, lắng nghe con đây, bài ca yêu thương con dâng mẹ nói thay tấm lòng. Bài ca yêu thương con dâng mẹ nói thay tấm lòng.
đổi thay tâm cái gì? Ê, là to nhất Việt Nam, đời Đức Cha Tiệm về đây để xây dựng lại công viên và tòa giám mục Hồ Chu này, toàn diện là độc đáo nhất ở Việt Nam này, là cái kèn là dài 5 mét. Vương cung Thánh đường Phú Nhai to nhất Đông Dương, trong ba nước Đông Dương này là đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8 tháng 12 là hàng năm là cứ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm của giáo phận đấy, nên là các con cháu đến đây để tham quan và để giữ lại những lịch sử này. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy, đấy. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Một
cơn mưa.